Xin kính chào toàn thể các bác. Bây giờ em lại tháo con này ra vệ sinh thì bây giờ bắt đầu mới phát hiện là con này thương hiệu Timex nhá. DCX1002. Đấy, và đi là ghi là 2 x 1000W. Đấy, 2 x 1000W và 8 ohm. 4 ohm của nó thì nó vào khoảng tầm 1800W khoảng tầm nhá. Thì đây là máy em vừa tháo tung ra để vệ sinh. Thì mới táo hỏa ra không phải là 18 sò mà là 20 sò. Nhưng mà nó sử dụng công suất thì như là vào có 16 sò thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem nhá. Các bác nhìn mặt đường này biết luôn là bao nhiêu sò nha. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Được chưa? Đấy. Những cái con mà nó không có chỉ này thì không phải là sò đúng nhá. Đây là một con sò này, hai con sò này, 3 4. Đấy, con này thì không phải, 5 này, 6 này, 7 này. Đấy nhá, 7 này, con này 8 này, 9 này, 10 này, 11 12 13 14 15 16. Đấy, đúng 16 con công suất. Còn lại những con này là con đệm. Đấy, đệm kiểu đệm cho sò. Đấy, nên như các bác nhìn này, có 1 này, con 1 này, 2 này, 3 con này. Chân B, C, E của nó nhìn này, B này, C này, E này. E của nó là dao công suất nhé. Có 2 con dao công suất, còn E con này thì nó sẽ cấp nguồn vào chân B. Sẽ cấp chân này vào chân B của con sò kia. Tức kiểu đệm đấy, sò đệm. Các bác nào chuyên môn thì biết, máy con này là máy AB nhé, không phải là máy H hay là TD hay gì đâu, con máy AB bình thường thôi. Tổng công suất là có 16 sò một kênh. Đấy. Còn tất cả đếm tất cả sò thì nó 20 sò, còn nếu mà đếm điện trở thì nó là 18 con. Thì các bác xem là vừa vệ sinh xong bây giờ bụi bẩn nó bám vào đầy này. Thấy chưa? Đây. Thì em vệ sinh xong đêm luôn để kiểm tra, bởi vì là cái dây nguồn con đẩy này thì một mình một kiểu nên là giờ đang phải chờ. Đây, cổng nguồn của nó thì các bác nhìn trông nó rất là phổ thông thôi. Nhưng của nó là thuộc dạng là tải công nghiệp và tải công suất lớn nên là không phải là dọc, mà dây nguồn của nó dây nguồn ngang. Dây nguồn này mua thị trường thôi nó cũng phải nằng nhằng cả 100.000 cái dây rồi. Cả 100.000 cái dây nguồn rồi. Nên là em vệ sinh ra, tháo ra vệ sinh nhá. Vẫn còn nguyên bụi nhá, bãi nguyên zin nhá, chưa sửa chữa, chưa động chạm gì tại Việt Nam. Lần đầu tiên mới tháo bên công suất ra nhá. Tháo mà cái con ốc ở giữa thì em vặn còn cảm thấy nặng tay cơ. Thôi chết rồi, tưởng sao này, hóa ra lúc sau là nó đổ keo, nó làm thế. Máy nó làm nó đổ keo nên là vặn nó nặng tay. Quạt vẫn quạt nguyên zin nhá, vẫn tất cả nguyên bụi nhá. Quay lại để chỉ điểm với các bác, không các bác này bảo là em bốc phét thế này thế kia. Vậy em nhìn tản nhiệt nhôm này, từ con máy này mới hát cơ hoa không phải. Đây của nó cũng có rãnh để cắm sò này, nhưng mà đấy cũng có biểu tượng nâng sò nhưng mà không thể cắm sò đấy. Đấy. Thì để các bác xem máy đây. Là trông nó có như này thôi. Thì quay review rồi nhá. Còn nếu mà các bác nào mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Nhưng khả năng con này thì chắc em có kiếm bớt lại cho ông bác em hôm trước ông đấy xúc kép rồi ấy. Thì bớt lại cho cái con này thì ông sắp tới ông đánh Azay Timex. Đây, em sẽ quay cho các bác xem nguồn nhé, để các bác chiêm ngưỡng cái con này. Con này trong khi là bớt lại cho ông bác thôi, bởi vì người nào em muốn cái hàng chất lượng tí, chứ còn bán cho thiên hạ thì nói chung là các bác nào quý em nắm này thì nắm thì em mới bán cho thôi. Tản nhiệt đây bằng nhôm hay mạ đồng gì đấy, nhôm mạ đồng thì phải. Máy của nó hai biến áp nguồn này, rất là khủng. Này còn thêm con cục nguồn này nữa, khủng nữa, rất là khiếp. Màu phen nguồn này, đây là tản nhiệt cho diode nguồn nhá, hai con diode nguồn, hai con dây niêng nguồn này, xong là trở tải nguồn này, 1 2 3 4 4 con trở tải nguồn, chứng tỏ con này là máy công suất rất là khủng. Nhưng tụ nguồn đằng sau có 80V 10.000mi thôi, không có lớn lắm đâu. Con này thì chuyên đánh array nhá, các bác mà chơi con này đánh array và dây neo đúng là hết ý luôn. Máy thì tuy là máy theo kiểu máy AB thôi, nhưng hiệu suất làm việc nó rất là cao. Đấy, máy của nó là máy AB thôi. Còn nếu mà con này các bác bảo con này không phải máy AB mà con này là máy A thì các bác nên xem lại là trên vị nguồn của nó sẽ ghi luôn không?
VCC cộng VCC trừ. Nếu như là máy A thôi thì nó không có dị âm cái nguồn như này. Máy A thì trong các cái con máy Crown Marcotech thì thường thường đó là máy Crown. Nó chỉ có một tụ nguồn một vế thôi, một tụ nguồn một vế công suất thôi nhá. Một tụ nguồn, một biến áp nguồn, một diốt, một vế công suất. Đấy, của nó sẽ là cấp điện dương. Đấy, qua sò đối xứng. Ví dụ đây là sò cấp nguồn dương này. Sò này, sò cấp nguồn âm này, lấy điểm giữa này, điểm giữa này. Ví dụ đây là 63V, bên này 63V. Thì bên này ở giữa đây thì nó chỉ là 31,5V. Đấy, nó sẽ trích điểm giữa này ra. Đây là chân dương của nó à. Còn xuống âm, xuống âm thì lại được khác. Đấy, nó lại một mình một kiểu thế. Ví dụ dồn đằng này lên thì ra điện dương, dồn đằng này xuống thì ra điện âm. Đấy là kiểu kiểu mình. Mặc dù đây là dương nên là âm, ví dụ thế. Thì chuyên môn thì em có biết đến đâu thì em kể đến đấy thôi nhá. Nếu mà chả may mà nói có hơi sai tí thì bác hết sức thông cảm. Bởi vì ngày trước là học một kiểu, bây giờ là áp dụng một kiểu nó khác hoàn toàn rồi. Giống như iPhone vậy. Ngày trước là dùng 6S quay nét, nhưng bây giờ nó phải 13 Pro Max để quay nó mới nét được. Thì tiện đây khoan luôn các bác, thì em đang dùng iPhone 6S để em quay, nên là màu mè rồi là các cái quay ban đêm nó không được nét lắm, nên các bác hết sức thông cảm nhá. Vì đáp nguồn của nó ghép hai phèn AM1 này, rất khủng này. Chưa không? Để con đi ôn nguồn riêng này. Đây đã hai con đi ôn nguồn này. À, đây là đi ôn nguồn, cấp nguồn cho con này. Đấy. Con này thì chắc là cấp ra đây. Hoặc là nó sẽ cấp nái như nào đó. Kè em chưa nghiên cứu nhá. Đây tụ của nó là 400V, 560mm. 400V. Mà các bác xem tụ này. Tụ này là tụ Macron. Úi dồi ôi, thế là con này là đúng là đẳng cấp rồi. Tụ nguồn là tụ Macron nhá. Tụ Macron này thì nằm trong các máy kiểu TV Toshiba ngày xưa của Nhật ấy. Ngày xưa của Nhật sản xuất, hoặc là liên doanh với một số nước khác sản xuất, thì tụ nguồn toàn chơi tụ Macron thôi. Nhiều con máy mà mở ra bên trong tụ nó toàn đi chỉ công. Úi dồi ôi, tụ toàn đi chỉ công thôi, đi chỉ con thôi. Nhìn trông nó xịn. Giúp cái coi này, như chữ coi này. Đấy. Rồi là tụ Enna, một số thương hiệu tụ rất là xịn sò, cực kỳ nổi tiếng, về chất lượng linh kiện của nó rất là cao cấp. Thì nói chung là biết đến đâu em kể đến đấy nhé. Nếu mà các bác nào ghét thì vẫn cứ ghét bình thường chưa. Đấy. Tụ nguồn thì tụ nguồn theo đúng là kiểu tụ Nhật, tụ Macron. Tụ này trong các cái TV TV CRT, TV màn hình nồi cong nồi ra ngoài ấy, mà đi giày thì nó sử dụng tụ này, là tụ nguồn 400V 560mm. Ủa hồi khiếp thật, bây giờ lâu lắm rồi mình để ý được những con linh kiện chất lượng này. Còn tụ nguồn đằng sau thì nó là tụ Novair, NOVR này. Đấy. Thấy chưa? Nói chung là con này nếu mà nói công nghệ Nhật hay công nghệ Mỹ hay công nghệ gì thì cũng chả biết được. Chỉ biết là con này máy rất là chất. Rất là chất nha, cực kỳ chất luôn. Mà nếu mà lần sau mà mua được vài con nguồn xung thì em phải kén chọn lắm. Em là cái thằng mua hàng rất là kén chọn này. Đấy, các bác xem máy em biết đằng sau này rắc nguồn này, một mình một kiểu, chứng tỏ con này là dòng khủng, xịn. Rồi nó rắc của nó thiết kế, mà máy nó còn không phải là máy bình thường đâu, mà là máy nó treo, nó ngược. Đấy. Như mặt này là mặt đáy này. Đấy, mặt này là mặt đáy. Và cái mặt này các bác nhìn chữ này, Timex này. Đấy, nộn ngược đúng không? TIN MIX Timex Audio, Timex Audio. Con này rất là xịn, nên là các bác chơi thì cũng phải gọi là yên tâm tuyệt đối luôn. Không việc gì phải sợ đâu. Nếu mà sau mà có thì em chắc là em sẽ bán lại cho các bác thôi. Chứ còn con này thì có khi là chiều tối này ông bác ra em ra xem rồi, thì ông bảo là con này đánh dây con nổi không, nó sợ thế này thế kia, sợ nguồn xung là đánh dây không được. Nhưng thật ra nếu mà nguồn xung cái loại này mà các bác không đánh súp mà các bác để đánh dây thì đây mới là hiệu quả. Hiệu quả chính của nó là đánh dây, chứ không phải là chơi đánh súp. Súp thì phải chơi những loại máy châu Âu như là Nap Rutten hay là Bauhaus, hoặc là một số dòng châu Âu cao cấp F14000Q, 10000Q, 18000Q gì đấy thì mới chơi được. Chứ còn những cái loại này các bác mà cứ có con nguồn xung là công suất khủng, các bác cứ đánh hết ra dây cho em. Cắt HPF từ 100 đến 125Hz hoặc 130Hz. Úi dồi ôi, có mà đánh cả ngày chắc biết bao giờ mới nóng được. Công suất phát nở thì bao giờ nóng được đúng không? Dít mấy cái thì chịu rồi. Dít mấy cái thì một là chết loa, hay là chết đẩy thôi. Chứ còn nếu mà mở to quá thì chết rồi, mà bình thường nó không chết được đâu. Đấy. Chuyên môn của em thì em có sẵn rồi, nên là cứ thế em áp dụng rồi thôi. Tụ nguồn nó không quá nhiều mi nhá. Tụ mà nó bị anh gọi là ghi rất là nhiều mi.
Ví dụ như đây là kênh A này, kênh B này thì tổng cộng là có như này. Còn ví dụ mà nó tụ của nó là trên 10.000 mi mà nó tụ này nó không phải là một con mà nó 3 đến 5 con thì là có thể các bác đánh súp được. Đánh full ram được. Nhưng con này thì khuyên dùng là đánh night array và đánh full ram những dòng loa cao cấp. Đấy. Nhưng con này thì các bác có thể đánh đánh được một đôi dây đơn 30, một đôi dây đôi 25. Đấy, một đôi dây đơn 30 hoặc một đôi dây đôi 25. Bởi vì công suất của nó là 1.000W, một kênh là 8 ohm thì 4 ohm là vào tầm 1.600 đến 1.800W, khoảng tầm đó. Còn nó em không chắc chắn được, bây giờ là thông số là mỗi hãng nó ghi một khác, mỗi hãng một kiểu tính khác. Cũng có khi là máy class hát nhưng mà nó ghi là 1.000W là 8 ohm, 4 ohm nó chỉ được 1.500 thôi. Đấy, nhưng nó có khi lại tải được 2 ohm. Đấy, có khi 2 ohm nhét vào thì nó vào lên tận 2.000 đến 2.200W. Đấy. Con này thì nếu các bác dồn hai kênh là một thì nó vào khoảng tầm 2.000W một kênh. Nên là các bác có thể chơi được các dòng dây khủng. Nói chung là chị khuyên dùng đánh dây thôi, còn đánh súp nó phí. Con này tiếng rất là sạch nha, đánh dây thì tiếng sạch tuyệt đối luôn. Ok, thì giới thiệu cũng như bốc phét thì như thế thôi nhá. Nên là các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp để tham khảo thôi, chứ con này em không bán đâu. Em giữ lại để em bán cho ông bác em. Nói chung là ưu tiên nhất là người nào. Đấy, linh kiện nó rất là chất lượng luôn. Cả linh kiện dán, cả linh kiện cắm. Máy nó xịn sò thế này, nó còn có riêng một bo driver để xử lý tín hiệu này. Đây, em sẽ quay này luôn. Riêng một bo driver để xử lý tín hiệu. Đây các bác nhìn này. Bo này, cắm đây. Ốc này có thể vặn ra tháo rời được này. Còn chân hàn này không biết là có qua hàn không là chỉ chân cắm thôi. Đấy. Một bo driver xử lý tín hiệu. Đây. Ở dưới này cũng có bo nhá. Máy này bánh máy nó xịn như này này. Đấy. Mặc dù bụi bẩn này em vừa quét từ trên này xuống, quét từ hàng trên nào nó bám xuống, linh kiện nó bám nhiều bụi nên bám xuống. Còn về anh em là sẽ dùng con này đánh súp, nhưng em khuyên là nên đánh dây, bởi vì súp nó phải súp neo cơ, thì đánh nguồn sung, sung mà đánh súp neo thì đánh được, còn sung mà đánh súp thường thì nghe nó hơi phí. Đấy, hơi phí thôi. Này, cầu rắc này rất là xịn luôn nhá. Sò này, các bạn cứ đếm nha, 16 con công suất, 16 con sò công suất và có vào 4 con đệm. Như đây một con đệm này, đây con đệm thứ 2 này. Đấy, con này là 3 này, con này là 4 này. 4 con đệm lái nhá. Đấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Review con đẩy này nghe chất lượng quá, đúng không? Đấy, không biết là các bác nào có thích không? Thích thì lần sau em kiếm được em sẽ cố gắng bớt lại. Hoặc là ôm được số lượng thì em sẽ ôm. Về để giao lưu với toàn thể các bác. Con này thì em từ chối báo giá nhé. Từ chối báo giá, bởi vì con này em bán cho người nào nên là không báo giá công khai được. Đấy. Từ chối báo giá. Nhưng nếu mà sau mà có nhiều thì em sẽ báo giá nhiệt tình cho các bác, đảm bảo là giá tốt nhất nhì thôi, được không ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha.